Xin chào các bạn, chắc chắn đây là chiếc máy rất hot của bên nhà Oppo sau dịp Tết Nguyên đán, chiếc Oppo Reno 11F các bạn ạ. Và tất nhiên nó cũng sẽ có cái hậu tố là 5G ở phía sau, bởi vì chiếc máy này đang sử dụng vi xử lý hỗ trợ mạng 5G. Nhưng có một cái điểm rất tiếc là nó lại không có eSIM. Thực sự thì mình vẫn mong muốn là có thêm cái phần eSIM các bạn ạ. Trước đây thì một số những chiếc máy của bên nhà Oppo sẽ có eSIM, nhưng bây giờ chỉ có những cái dòng siêu cao cấp thôi thì mới có eSIM, chứ còn tầm trung cận cao cấp này nọ là không có eSIM. Rất là tiếc hả các bạn. Và hôm nay mình sẽ đi đánh giá chi tiết cho anh em về chiếc Oppo Reno 11F. Mình không biết là cái thời điểm mình quay cái video ngày hôm nay á thì chiếc máy này sẽ có mức giá là bao nhiêu, bởi vì mình quay video ngày hôm nay đánh giá chi tiết sau một tháng sử dụng á là ngày 28 tháng 2, mà chiếc máy này thì còn một thời gian khá dài nữa nó mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam, cho nên là anh em thông cảm nhá, mình cũng chưa rõ được là giá bán của nó sẽ là bao nhiêu. Còn máy này thì bên nhà Oppo có gửi cho mình từ trước Tết Nguyên đán rồi cơ. Ok, bắt đầu video ngày hôm nay thôi, let's go. Nói đến Oppo, chắc chắn một thứ mà chúng ta phải nói tới đầu tiên đó chính là thiết kế. Phải công nhận là chiếc máy này vẫn có một thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc, và không có điểm gì phải chê cả các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn từ phần mặt lưng này cho tới là viền xung quanh này, và đặc biệt đó chính là các bạn thấy không, chiếc máy này có thể đứng nguyên như thế này trên mặt bàn, bởi vì nó vuông vức mà các bạn, nhìn vào rất là ấn tượng ha. Và thứ hai nữa là viền màn hình của nó cũng siêu mỏng cánh nha. Nếu anh em muốn so nó với những chiếc máy mà cũng vừa được ra mắt của bên nhà Xiaomi, đó chính là dòng Redmi Note 10 3 Pro 4G, thì mình thấy rằng là viền của hai chiếc máy này gần như là cũng xem nhau đấy, nó cũng mỏng tương tự nhau. Nói chung là cả hai đều có viền màn hình rất xuất sắc, và bên cạnh đó nữa thì cảm giác cầm nắm ở trên tay cũng ok la. Nói chung là mình thích cái cảm giác cầm nắm trên chiếc máy này. Một cái điểm mà mình thích nha, đó chính là cái mặt lưng bóng mà bên nhà Oppo họ làm á. Khi mà mình quay video, các bạn có thể thấy rằng là một số những sản phẩm mà họ làm nhám nhưng mà lại vẫn dính dấu vân tay nha. Còn với chiếc máy này á thì bên nhà Oppo họ làm bóng với những cái họa tiết, mình thấy rằng là có những cành lá hay là cành hoa đấy các bạn. Và khi mà mình sử dụng này, các bạn thấy không, mình sử dụng, đặc biệt đó chính là mình sử dụng cả tháng trời, thì nó không hề bám mồ hôi và dấu vân tay. Khi mà chúng ta nhìn vào, nhìn nó rất là đẹp, khi nào chiếc máy này nó cũng đẹp lung linh. Đó là thứ mà mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho chiếc Oppo Reno 11F 5G này nó sẽ chiếm được nhiều cảm tình, đặc biệt là phiên bản màu tím, chắc chắn là nhiều bạn nữ sẽ vô cùng là yêu thích. Quay trở lại với phần mặt trước và nói kỹ hơn về phần màn hình, thì cái màn hình này nó không khác gì mấy so với là những cái màn hình trước đây của bên nhà Oppo ở cái phân khúc giá cao ha. Chúng ta vẫn có một cái màn hình đẹp các bạn ạ, 120Hz OLED, vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình, rồi độ sáng của nó cũng rất là cao, khoảng 900 nit nha. Góc nhìn hay là độ rực rỡ không có điểm gì phải chê ở cái màn hình này, ngoài một thứ đố các bạn biết đó là gì. Chắc chắn là các bạn không biết rồi, bởi vì chỉ có mình cầm máy cả tháng này mà, đó chính là cái phần này này. Mình rất ghét khi mà cái vân tay đặt ở dưới sâu như thế này. Bên nhà Oppo mà họ xích lên ở phía trên một chút xíu á thì có phải là thoải mái cho người dùng hơn không, chứ còn đặt thấp như thế này thì cảm thấy nó khá là khó chịu nha các bạn. Một cái điểm mà phải đáng chê của bên nhà Oppo, mình chưa biết là giá bán của nó sẽ là bao nhiêu, nhưng mà một cái điểm mình phải chê đó chính là nó không có hệ thống loa kép stereo. Nó hơi lạ, bởi vì sao? Bởi vì Oppo dòng A đã có loa kép rồi, nhưng mà chiếc máy này lại không được trang bị loa kép stereo, mà nó chỉ được trang bị một cái tính năng, đó chính là full 300% công lực về âm lượng. Nhưng mà một cái màn hình đẹp chúng ta lại bị thiếu đi cái hệ thống loa kép thì nó thực sự là cũng hơi chán ha. Đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải nói, phải chê cho Oppo họ thay đổi đi. Bởi dòng A đã có rồi, dòng Reno cao hơn đã có, tự nhiên xuống con F này lại không có loa kép, rất là buồn. Còn về phần hiệu năng, vâng, nó vẫn kế thừa lại những gì mà dòng Reno 10 hay là Reno 11 đang có với vi xử lý là Dimensity 7050. Và bọn mình cũng có chấm điểm rồi. Nếu anh em muốn mình so sánh nó với chiếc Redmi Note 13 Pro 4G thì tất nhiên là chiếc máy này khi mà về trải nghiệm á nó sẽ tốt hơn, hiệu năng của nó sẽ tốt hơn, nhưng mà mình nghĩ rằng là giá của nó sẽ phải cao hơn rồi. Bèo lắm thì phải cao hơn cỡ 1 triệu, mình nghĩ là như vậy nhá, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà thôi, các bạn có thể là xem về cái điểm số Geekbench 6 là thấy ngay vấn đề rồi.
điểm số Geekbench 6 của nó, thứ nhất là đơn nhân là 900 điểm này, rồi đa nhân là hơn 2.000 điểm. Nó vượt khá là xa so với là Helio G99 Ultra ha. Còn về cái điểm số 3D Max thì bọn mình cũng có chấm rồi, và mình cũng sẽ show trực tiếp lên cho các bạn có thể là xem nha. Đặc biệt đó chính là về cái điểm số Trick Test, nó hiệu năng về cái phần này nó rất là ổn ha. Nó lên tới là 2.200 lận cơ. Còn với cái con máy mà Helio G99 Ultra mình nhớ không nhầm là hình như chỉ có 1.200. Nó sẽ có cái sự khác biệt khá là lớn ở đây nhá. Đó là về phần hiệu năng dành cho những bạn nào mà đang quan tâm với vi xử lý là Helio G99 Ultra với Dimensity 7050. Về những cái trải nghiệm trong một tháng vừa qua thì thực sự mà nói là bọn mình không có chơi game. Nói thật với các bạn luôn là bọn mình rất ít khi chơi game, và bọn mình sử dụng với những tác vụ cơ bản hàng ngày. Thì đây là một chiếc máy có trải nghiệm rất mượt. Với cái vi xử lý này và đi kèm với cái giao diện ColorOS thì cũng không có điểm gì phải chê cả các bạn ạ. Hiện tại thì nó đang chạy cái ColorOS 14 với hệ điều hành là Android 14. Và mình khuyên các bạn nha, đừng bao giờ bật cái tính năng là tăng dung lượng RAM trên những chiếc máy Oppo, Realme hay là OnePlus. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn bật lên như thế này thì trong rất nhiều thử nghiệm của bọn mình thì nó hiện tượng giật và lag sẽ xảy ra liên tục và thường xuyên. Còn khi mà mình tắt cái này đi thì xài rất mượt. Đó là một cái lời khuyên của mình nha. Và ngay khi mà mình cầm chiếc máy này vào trong tay thôi là mình đã tắt cái tính năng là RAM ảo ngay luôn, để có một cái trải nghiệm tốt nhất trong một tháng vừa qua. Nói luôn về cái phần thời lượng pin, vâng, viên pin 5000 nhưng được cái lần này cũng sẽ có 67W sạc, khá là giống với hãng nào đó đúng không các bạn. Nhưng mà nói thật là nó cũng sẽ giống thêm một điểm nữa, đó chính là về cái trải nghiệm thời lượng pin thì cũng không ấn tượng lắm đâu. Nói chung là bây giờ thì những chiếc máy Android pin 5000 thì mình thấy rằng là nó cũng chỉ mức là khá ổn thôi, chứ không phải là quá ấn tượng lắm nha. Cho nên là các bạn cũng cần phải lưu ý giúp mình về cái vấn đề này. Còn về phần camera, thứ mà mình lo lắng nhất khi mà cầm một chiếc máy tầm trung của bên nhà Oppo trên tay á, đó chính là sợ nó không có camera góc rộng. Nhưng mà may mắn là chiếc máy này sẽ có camera góc rộng 8 megapixel cho các bạn nhá. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta sẽ có thêm camera chính độ phân giải là 64 chấm, nhưng mà nó sẽ không có công nghệ chống rung quang học OIS. Thứ mà mình thích nhất khi mà chụp ảnh trên những chiếc máy Oppo á, đó chính là về cái khả năng chụp ảnh chân dung. Công nhận chiếc máy này có một cái chất lượng chụp ảnh chân dung rất là tốt, khả năng xóa phông của nó cũng ngon này, và đặc biệt đó chính là làm mịn cái da của người dùng á lên rất là đẹp các bạn, làm cực kỳ đẹp luôn. Nó giúp cho mình cảm thấy tự tin khi mà mình đăng cái bức ảnh đó ngay lập tức lên mạng xã hội mà không cần phải quá chi là lo lắng. Còn về khi mà chụp ảnh phong cảnh thì mình thấy rằng là cái màu sắc mà nó chụp ra nó lại không đi theo cái xu hướng là rực rỡ, mà mình cảm giác là nó hơi trung thực một chút xíu. Và do đó nếu mà các bạn muốn đăng những cái hình ảnh này lên trên mạng xã hội thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần thêm những cái bộ lọc màu cho nó rực hơn một chút xíu nữa thì đăng nó sẽ lung linh hơn. Chứ còn bình thường, ví dụ đây là bức ảnh gốc này các bạn này, đây là một cái bức ảnh gốc, và các bạn thấy rằng là cái bầu trời hay là những cái chủ thể bên trong cái bức ảnh phong cảnh này nó rất là trung thực đúng không? Các bạn sẽ cần phải vào phần làm tươi và các bạn sẽ làm cho nó tươi thêm một chút xíu nữa thì bức ảnh khi mà các bạn đăng lên trên mạng xã hội nó sẽ ok la hơn. Chứ còn nếu mà để bình thường á thì mình cảm giác là nó vẫn chưa đủ phê cho lắm. Mình vẫn thích cái cách mà bên nhà Samsung họ làm trên những chiếc máy phổ thông của họ, đó chính là màu sắc thiên hướng về rực rỡ nhé. Bởi vì người dùng á, khi mà nhìn vào cảm thấy nịnh mắt thì chúng ta sẽ thích hơn mà. Còn với chiếc máy này thì nó lại không đi theo cái xu hướng đó các bạn ạ. Và chiếc máy này cũng sẽ được trang bị quay video 4K 30fps hoặc là Full HD 60fps. Chất lượng quay video ở mức là chấp nhận được trong tầm tiền thôi, chứ phải gọi là quá xuất sắc thì không nha các bạn. Nó ở mức là tròn vai, không phải là quá ấn tượng trong cái phân khúc giá tầm trung dưới 10 triệu. Mình nghe nói là dưới 10 triệu nhưng mình cũng chả biết là mức giá của nó sẽ là bao nhiêu. Nó cao hơn so với Redmi Note 13 Pro 4G hay là nó thấp hơn bao nhiêu thì mình cũng chưa rõ các bạn ạ. Và một cái điểm cộng cuối cùng dành cho chiếc Oppo Reno 11F 5G đó chính là nó sẽ được trang bị chuẩn kháng nước IP. Các bạn nghĩ là IP54 đúng không? Không, con này đã được nâng lên là IP65 rồi các bạn ạ. À, cũng có một cái IP cao cao trong cái tầm giá dưới 10 triệu đúng không? Nhưng mà không phải là cao nhất nha. Và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Oppo Reno 11F 5G. Đây là một chiếc máy có thiết kế đẹp này, chúng ta có màn hình xịn này, cũng đẹp luôn, hiệu năng của nó. Nếu mà chiếc máy này rơi vào cái tầm giá của chiếc Redmi Note 13 Pro 4G thì nó là một chiếc máy có hiệu năng ngon đấy chứ, đúng không ạ? Nếu mà tầm giá giống nhau như vậy thì đây thực sự là một chiếc máy có hiệu năng ngon này.
Chúng ta cũng có sạc nhanh này, rồi là giao diện ColorOS ổn định và rất ít khi lỗi vặt. Và đặc biệt đó chính là khả năng chụp ảnh chân dung rất là ok la. Còn những cái nhược điểm của nó là gì? Thứ nhất là nó không có loa kép, và thứ hai á là màu sắc khi mà chụp lên nó không được nịnh mắt cho lắm, và các bạn sẽ cần phải tinh chỉnh qua một vài những cái app hoặc là một vài những cái filter trước khi mà đăng tải lên mạng xã hội. Các bạn muốn bọn mình so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Còn bây giờ thì bye.